chào quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 22 tháng 11 năm 2019. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Diễn đàn công nghệ lớn nhất của FPT, FPT Tech Day năm 2019 với chủ đề Khởi động thông minh đã thu hút sự tham dự của 3.000 người, trong đó có 500 lãnh đạo cấp cao, chuyên gia công nghệ đến từ các ngân hàng, doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Qua hơn 6 năm tổ chức, sự kiện Tech Day lần này được FPT nâng tầm trở thành một diễn đàn công nghệ với quy mô tầm cỡ, với những điểm nhấn như khách tham dự được tiếp cận với hệ sinh thái các nền tảng công nghệ do FPT nghiên cứu và phát triển trong nhiều năm qua. Tại khu vực triển lãm với 46 gian hàng và 65 sản phẩm, giải pháp trong các lĩnh vực doanh nghiệp thông minh, nhà máy thông minh, tài chính thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh và cuộc sống thông minh.